Kinh Pháp Hoa gọi là diệt tam độc xuất tam giới. Người nào mà hóa giải trừ diệt được ba cái món tham độc, sân độc, si độc đó là ra khỏi tam giới. Rồi cũng chính những cái tham sân si đó, ba cái gốc mà, nó sinh ra mạn nghi và ác kiến. Đó là cái phần lẻ tẻ, cái phần phụ thuộc. Chứ nếu như người trí tuệ thì ai kiêu mạn làm cái gì, ai ngã mạn làm cái gì, ai hách dịch cống cao làm cái gì. Mà cái người mà có một chút kiến thức, có một chút tài sản, có một chút tiền của, có một chút địa vị là kiêu căng ngã mạn hách dịch cống cao, là người đó tất nhiên là cũng là con đẻ của si. Thay vì mình giàu sang quý phái tiền của, vậy mình đừng ngã mạn, đừng hết dịch, đừng cống cao, thì đi đâu ai cũng kính cũng quý, rồi mình hưởng cái tài sản, cái hạnh phúc cái đó chẳng sung sướng hơn là để cho người ta khinh bỉ, người ta ghét. À vậy mà cái vấn đề nghĩa là mạng đó vẫn có để làm gì, có để cho chúng ghét. Ờ vậy mà vẫn có ăn nói kiêu kỳ chi, để chúng ghét để làm gì. Còn đi thì mình cũng đi thượng như người ta được, còn đi diêu dẹo qua dẹo lại chi, để chứng tỏ rằng ta đây là ghê gớm lắm, đi phải dẹo qua dẹo lại. À ăn nói thì ăn nói nghe nghe nghĩa là trên đầu trên cổ người ta, không chịu nói bằng người ta. Cho nên cái câu này là tôi xin đề nghị với đại chúng, cái câu nó hay vô cùng. Thông minh dễ trí mà thủ chi dĩ ngu. Ta phải bồi dưỡng trí tuệ của ta cho thật khôn, nhưng mà những lúc nào đúng tới cái chỗ mà cần ngu á, thì ta phải biết làm ngu y như những người ngu hạng nhất. Đó là những người đáng sợ. Phú hữu tứ hải thủ chi dĩ khiêm. Dù cho mình có giàu có cả bốn miệng đi nữa, cũng luôn luôn là lấy sự cung kính khiêm nhường mọi người. Cái đó mới là người tuyệt diệu khôn nhất. Công bị thiên hạ thủ chi dĩ nhượng. Cái công lao của mình giàu cho thiên hạ, ta kính nể mà trùm cả thiên hạ, cũng luôn luôn là cũng kính nhường. Dũng lực chân thế thủ chi dĩ khiếp. Sức mình giàu có thôi sơn đảo hải, xô núi lấp biển được đi nữa, cũng phải coi như là mình là một người bình thường vậy. Phải sợ sệt, giống như người sợ sệt vậy. Đó là lời của Khổng Tử nói bốn cái điều đó, hay vô cùng. Nó bảo vệ một đời sống an lành, hạnh phúc mà tốt đẹp lắm đấy. Mà nếu ta làm không được là uổng đó nha. Khổng Tử nói có những cái ông bày ra nhiều cái rắc rối, mà có những cái ông nói là rút kinh nghiệm trong cuộc sống rất hay. Tôi nói nãy đó, thí dụ như Khổng Tử mà bày ra cái cuộc sống mà nghĩa là cái cư tan rồi nó quá độ ra là tôi không nhất trí ông. À tôi không nhất trí về mặt đó. Nghi lễ quá phiền phức, không cần thiết. Chỉ có những cái tôi không nhất trí. Chứ thí dụ như là cái vấn đề của một cái thời đại mà gọi là quân sử thần tử, thần bất tử bất trung, phụ sử tử vong, tử bất vong bất hiếu. Nói cái đó là hoàn toàn phi dân chủ, phi nhân bản. Quân sử thần tử, vua là vua nào mới được? Ông vua quân do đạo mà xử mình tử, mình phải nghe lời tử thì gọi là cô trung, là ngu trung sao? Cho nên trong sách Nho, nói chung là sách Nho, chứ còn không nhớ người riêng của ông nào. Nó có những cái hay lắm, mà có những cái mình phải loại bỏ. Vì nhiều khi tùy theo cái thời đại đó, người ta phải tân bốc lên để ta
duy trì cái trật tự xã hội của lúc đó. Phụ sử tử vong, tử bất vong bất hiếu, cha mà muốn con là hành hạ con cách nào cũng được, đày ải con cách nào cũng được, mà nếu mà không nghe lời như vậy là bất hiếu. Cũng chưa hẳn, có nhiều khi ông cha ông say rượu bê bết làm nhèm quá chừng quá đổi, cái trí tuệ ông không có được sáng suốt bình thường, rồi nghe trọn vẹn ông để mà gọi là chữ hiếu thì nó hư hết trơn cả xã hội đi. Thế thì là bây giờ nói tới vấn đề là mạng nha. Rồi nghi, nghi cũng phát xuất từ si mà ra. Nghi là nghi nhân và nghi pháp. Thí dụ như nghi nhân là kinh điển cái lời của Phật nói mà không đặt trọn niềm tin, là không đặt trọn niềm tin là Phật nói là tại sao? Tại vì mình si. Lời nói chân lý người ta nói rất rõ ràng mà mình không đủ cái lý trí để mình lý luận, để mình nhận xét. Cho nên là cái pháp rất chân lý mà mình không dám nghe và cũng không dám tin, thế là gọi là nghi pháp. Hai là nghi nhân, tức là nghi bản thân mình. Là Đức Phật nói rằng là mọi người có khả năng thành Phật và mọi người có thể làm trời ở trên mặt đất này, và chính bản thân này có thể làm Phật, làm trời được, làm thánh văn được, thậm chí làm Phật được. Không tin điều đó. Mà không tin như vậy là phát xuất từ đâu? Cũng từ si. Do không trí tuệ mà không nhận thức được cái chân lý tuyệt vời đó. Thế thì ta gọi là nghi nhân. Nghi đó có nghi pháp và nghi nhân. Giáo pháp rất là sáng sủa, lý luận rất là vững vàng mà cũng không có trí tuệ để nhận thức, gọi là nghi pháp. Nghi nhân là nghi, nghi cả bản thân mình. Không tin mình là trời được, không tin mình là thanh văn duyên giác được. Trong khi đó ta chứng minh rằng là hàng A-la-hán quả đi theo Phật, 1250 người tùy tùng thường lân cận, đều là bậc xuất ly tám. Tam giới thì chúng ta là người, Sa Lợi Phất Mục Kiền Liên A Nan Ca Diếp là người mà chứng được quả A-la-hán, thì tất cả chúng ta cũng là người. Vì vậy cho nên tất cả chúng ta rồi đây cũng sẽ chứng được quả A-la-hán. Tại sao lại không tin? Tại sao lại là khinh mình? Đó, mà nếu mà không tin mà khinh mình là cũng là si. Cho nên cái si này ghê gớm. Cho nên là trong kinh mà nói cái câu này hồi cách đây 3-40 năm mình nghe không có hay, bây giờ nghe nó hay vô cùng. Con lạc đà chở nặng đi ngang qua những cái bãi sa mạc nắng nôi vậy đó, ai cũng thấy nó khổ. Nhưng mà cái khổ đó còn hữu hạn. Cái mà không có trí tuệ, con người mà không có trí tuệ ngu si là khổ hơn là cái khổ của con lạc đà chở nặng đi trên sa mạc. Mấy cái câu đó 3-40 năm mới thấy cái giá trị của nó, cái tác hại của không trí tuệ, của ngu si, hiểu sai lệch hoàn toàn chân lý, thì làm sao mà gia đình hạnh phúc, làm sao mà xã hội tốt đẹp, làm sao mà tự thân mình có kinh an, có giải thoát được chứ. Cho nên nó sinh ra vô vàn cái khổ cho mình, cho người, cho tất cả nhân quần xã hội, từ đời này cho tới đời sau. Cái câu như vậy đó, cái từ như vậy đó, mà mấy mươi năm mới thấy rõ cái giá trị của nó. Cho nên bây giờ từng vấn đề một tôi mới thấy rõ lời giá trị của kinh điển. Ừ.